Điều gì làm em suy nghĩ về mặt em đang rất buồn? Người hay nói tất cả những suy tư trong lòng đi. Thật là em đang không biết với anh em bây giờ như thế nào. Vẫn ngốc nghếch như xưa hay vẫn là đứa trẻ con? Có đâu em mà em đã khác rồi. Chia xa chỉ vì một điều nhỏ bé thôi em ơi. Người tuyệt nhất đó mà cơ, thật sự tuyệt nhất mà cơ, trong ánh mắt anh trên thế gian này không ai hơn em. Vì yêu anh lắm mà boy, chẳng thể nghĩ tới ngày rời xa, chẳng yêu sẽ chia đôi chúng ta. Được bên em thôi, người đã khiến trái tim anh rung lên theo từng phút. Và rồi một ngày nào đó, nếu như em không đẹp như lúc xưa, anh có giữ em như anh đã từng hứa? Có đâu em mà em vẫn rất đẹp. Khiến đôi ta chia xa chỉ vì một điều nhỏ bé thôi em ơi. Người đẹp nhất đó mà cơ, thật sự đẹp nhất mà cơ, trong ánh mắt anh trên thế gian này không ai hơn em. Vì yêu anh quá đó mà thôi, chẳng thể nghĩ tới ngày rời xa, chẳng điều gì chia đôi chúng ta. Rằng anh yêu em từ chính bên trong chứ đâu phải vẻ ngoài. Đừng đùa em nữa, em không tin đâu. Thật lòng anh đó, em biết không, mình đừng cãi vã nữa em yêu của ai.